cho nó ý kiến. Nói đi. Mày để sổng dê rồi à? Không phải. Nó bảo là đang có một thằng bế con lụa ở ngoài bờ đê. Được rồi. Hiểu rồi. Nó bảo là con lụa đang bế con chó đi tìm mày. À ừ nhỉ, tôi chết rồi. Hôm nay tao có hẹn với lụa mà tao quên mất. Chúng mày ở đây nhá. Nói lắm quá, đi đi. Lụa ơi! Anh đi đâu mà em tìm anh mãi thế? Anh mãi tưới rau ở kia quên mất. Thế em hẹn anh ra đây làm gì? Em muốn... Em muốn luôn ở đây á? Thế không ở đây thì là ở đâu? Thế nhưng mà sao lại vội vàng thế? Bố em ép rồi. Bố em ép á? Vừa hôm nọ anh với cả em hôn nhau ở trong bụi, bố em còn vác gậy đuổi anh mà sao bây giờ đã ép là thế nào? Anh nghĩ linh tinh cái gì đấy? Thì em là... Nhờ anh nuôi cho em con chó, vì từ đây ta phải xa nhau rồi. Bố em bắt em lên Hà Nội làm, giờ bác thuê ở trên đây. Cầm tay em thêm một là chút nữa, rồi hôn em một cái để sao rời. Yên nào, ở quê anh sẽ nuôi thật nhiều gà để vơi nỗi nhớ em người ơi. Này gà ơi lớn nhanh lên để tao bắt sách lên trên Hà Nội phố vô béo người yêu. Ở trên đó không biết em giờ làm gì, đã yêu ai chưa, bao giờ về thăm chó. Chó nhớ lắm ý. Rồi một hôm lướt vậy anh chợt nhìn thấy dáng em đứng cạnh một ai cao to đẹp trai. Mày còn có cả dấu. Ôi bàn tay thằng đó nó khoác vào vai. Làng mình giờ còn rất lắm gái, buồn làm chi khóc lóc cái gì. Mày gái cái gì? Giờ này chắc nó đang ôm ấp, rồi lại hôn từ trên xuống dưới. Lại gái nữa à? Nó giờ đã tìm thấy một hạnh phúc êm đềm. Thôi mày cứ ở nhà nuôi gà. Giờ thì anh đây đã sôi máu, cầm lông ra anh bắt 5 con gà. Bán đi để anh lên Hà Nội tìm, để xem em yêu thằng nào đây. Tìm gặp em ôi sao mà khó quá, toàn nhà cao chẳng biết đi đường nào. Lạc đường rồi. Chó ơi bây giờ tao phải làm gì, bỗng nhiên cho đánh hơi đường em. Mày quá. Thì ra em ở đây không phải giờ ban hóa, ra em lại rửa chân cho lũ đại gia. Xe là toát nhé. Những năm tháng anh vẫn chung tình ở nhà, chó nuôi cho em sao giờ làm như thế. Tại anh thôi xấu như là thằng đồng nạt rách, hơn cả thằng ăn xin sao yêu được em. Anh đi ra đi. Về đi không bố đánh cho què chân. Giờ thì anh đây sẽ đôi khác, phải đầu tư quần áo như dài hạn này đẹp gái. Thế nhưng không biết đường nào mà tìm, ở quê mới lên biết gì đâu. Chả biết gì. Không biết chỗ nào mua quần áo đẹp với cả làm đẹp da mặt không? Không biết. Mẹ thôi im mẹ mồm đi. Việc chi anh phải lo lắng làm gì, đã có pha đi rồi anh sẽ chỉ việc ngồi thấy luôn cửa hàng gần đây, rồi chỗ làm đẹp cũng có luôn trên hình, tư vấn rất nhiệt tình, anh đến đây tuyệt vời luôn. Chủ quán đâu chủ quán đâu chủ quán đâu ra đón tiếp khách hàng. Chủ quán đâu chủ quán đâu chủ quán đâu ra đón tiếp khách hàng. Nhờ Fabi kiếm được chỗ này spa mát xa làm đẹp làn da,
chẳng phải tìm xa. Những năm tháng dành dưới nuôi gà ở quê khổ đau lâu này, bây giờ phải sung sướng. Tiền không thiếu thế nhưng em lại phải ngoan, muốn quay trở về bên anh. Không có vậy đâu, không có đâu sói. Thôi về đi, anh đã khác xưa rồi em. Khác lắm rồi. Giờ về quê ta chơi với chó, lại cùng vui với mấy anh em gà. Chẳng ham chi đua đòi làm gì, cùng bơi ta chạy nhà quê.